liên tục đến bài cho cô Năm Võ Thị Hợi ở Bạc Liêu. Bài này Đức Thầy viết tại Sài Gòn ngày 16 tháng 11 năm Nhâm Ngũ 1942. Nam Mô A Di Đà Phật. Hãy ráng tu tâm dưỡng tâm lành, đừng cho ma nghiệp dòng tâm sanh. Quay về cõi phúc đường chấn đạo, Phật pháp thiền na dốc thực chớ nhìm trần hoàng đườm phân son, chim bao cuộc thế chẳng thường còn, chỉ bằng nhớ lại câu hồng thề tình ngộ nghe thầy dạy hỡi con. Hỡi con đời tục rất hôi tâm, trí huệ trao dồi kim nèo thanh, mạng kiếp hồng trần sẵn là quốc hưởng công niệm Phật rất yên lành. Thầy thấy con nay đâm cội trần đường tu lơ làng chẳng ân cần, thương thai công hòa tu từ trước lại muốn bỏ đành gốc hiền nhân. Chẳng sớm về nhà lo sám hối, cầu trên Phật tổ dài mê căn. Ắt là hôn che còn chí nữa, địa ngục trầm luân cách thường tăng. Nam Mô A Di Đà Phật.